Ngày 28 tháng 3, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, trưởng ban tổ chức lễ hội, chủ trì buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại thiết bị âm thanh ánh sáng Tân Hữu Tài và tập thể ekip đạo diễn chương trình tổ chức lễ hội với bà chủ xứ núi Sam năm 2024. Kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà chủ xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 tại cuộc họp các phòng ban chuyên môn của thành phố cùng nhau thảo luận kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 tại trung tâm thương mại núi Sam với chủ đề đất thiên dạng lọc hai do công ty Tân Hữu Tài xây dựng. Đồng thời công ty Tân Hữu Tài báo cáo về chương trình tổ chức Ba đêm văn nghệ được dàn dựng công phu với sân khấu quá hiện đại do công ty phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố thực hiện. Với sự biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ và ekip đạo diễn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo chương trình công ty Tân Hữu Tài tổ chức lễ khai hội với chủ đề Đất Thiên dạng Lộc 2, An Giang Tinh Qua Hội tụ vào ngày 28 tháng 5 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch ngày 29 tháng 5 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch, tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề Ngày hội quê hương 2, ngày 30 tháng 5 nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch, tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề Festival âm nhạc 2024. Nhằm phục vụ cho người dân và du khách đến giới lễ hội với bà chú xứ núi Sam năm 2024, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh của lễ hội với bà chú xứ núi Sam. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ hội ghi nhận sự đóng góp tài trợ của công ty Tân Hữu Tài. Chung tay cùng thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật lễ hội dưới bà chủ xứ núi Sam năm 2024. Đồng thời quan chỉnh chương trình kịch bản, yêu cầu các phòng ban phối hợp với công ty Tân Hữu Tài thực hiện tốt chương trình biểu diễn nghệ thuật lễ hội dưới bà chủ xứ núi Sam năm 2024 kết hợp kỷ niệm 10 năm, lễ hội Dí Bà Chúa Sứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 thành công tốt đẹp.